Anh em, như tiêu đề thì anh em cũng có thể thấy là con Winner V3 của mình đậu cái gì mà hết hơn 10 triệu. Nhìn sơ qua một cái ha, thì mình chỉ thấy là nổi bật lên hai cái chi tiết là hai cái thùng, thùng giữa và thùng sau, thùng của GV. Thì trong video này mình sẽ nói sơ qua những cái món mà mình đã gắn lên cái Winner V3 của mình. Qua đó thì mình nêu lên cái cảm nhận cá nhân của mình là những cái món này sử dụng như thế nào, nó có cần thiết hay là nó có những cái ưu nhược điểm gì, thì mời anh em cùng vào video. Thì mình sẽ đi từ trước ra sau ha. Đầu tiên đập vào mắt anh em, trước tiên là cái cụm đèn. Cái này là mình lắp cái mạch tăng sáng 2 triệu, với lại mình có lắp chung với cái công tắc mở tắt đèn. Như zin của nó thì nó sẽ không có cái công tắc, lắp thì mình lắp kèm vô luôn. Cái mặt này thì độ sáng là khá ổn nha, đủ để đi phố cũng như đi đường trường cũng được. Nhưng mà có cái mình chưa ưng là cái chế độ code, ánh sáng nó chưa có mặt cắt như là quảng cáo. Cái ánh sáng nó còn glare ra, nó chưa có gọn lắm. Nói chung thì nó ổn thôi chứ chưa quá xuất sắc. Còn chế độ pha thì rất là ok nha. Tiếp theo là do mình chưa ưng mà cắt, cho nên mình đã gắn thêm một cái bi nhỏ trên đây. Cái này nó là Lumi Mini Extra, cái chân H4 luôn. Nếu xe anh em mà sử dụng cái chó đèn chân H4 thì gắn vô là khỏi chế cháo gì hết. Cái này mình lắp với giá là 850.000, và mình do cái này mình chế dây điện được cái thứ á, mình đi tiệm điện mình chế hết là 500.000 nữa. Cái này là tùy theo tiệm nha, mình chế thì cái tiệm này cũng khá là uy tín cho nên giá cũng hơi cứng cứng xíu. Thì cái bi này không, nó tốn của mình hết 1.350.000 rồi. Mình sẽ chèn cái đoạn clip về cái sáng của cái mặt tăng sáng với lại cái bi bi mini cho anh em xem. Thì cái bi này á, ánh sáng ra mình thấy là ổn trong tầm giá thôi chứ nhìn chưa được sang lắm. Có cái đường cắt ở dưới này nhìn hơi bằng bằng sao anh em, nhưng mà cái mặt cắt thì đẹp ha, mặt cắt trên thì đẹp, những cái đường chân sáng dưới thì nó không được đẹp lắm. Tiếp theo là cái cặp kính. Kính này là kính do mình không thích cái thiết kế của kính zin cho nên mình đổi cái kính của chung Honda cho dành cho SH nè, Lead thì Vision, nó đều xài chung cái kính này thì mình nhìn cũng khá là hợp. Đó, nhìn nhìn cũng cân đối á. Mà kính này mình thấy là cái tầm quan sát nó rộng hơn kính zin, nhìn phê lắm. Nhưng ngoài ra mình có gắn thêm cái kính nhỏ nè, kính kính này để quan sát chính mình có thể thấy là mình cài nóc áo hay chưa, rồi cài quai nón hay chưa, hoặc là có thể tương tác với người ngồi sau luôn nha. Nhìn rồi nói chuyện nó cũng thú vị hơn, lỡ chở con người ta đi đâu mà nó rớt dọc đường có đâu đền. Kính này mình để quan sát mình canh chừng nha. Quên nè, cái giá kính này là 300k một cặp. Nó không không chính xác là 300k nhưng mà nó tầm giá đó, mình mua trong hãng luôn. Đây là cái giá đổi điện thoại. Cái giá này thì mua chưa tới 100.000 nữa, nhưng mà khá gọn và xài ok lắm. Mình sẽ để link bên dưới cho anh em tham khảo nha. Cái này mình không phải là quảng cáo cho shop nào hết, nhưng mà sẽ để link cho anh em tiện lợi xem á. Bên đây mình có một cái đế, cái bát gắn GoPro. Cái này xài thời gian rồi nó cũng bị bay màu nè, màu đen nè, bên đây nó hơi bị đỏ đỏ rồi. Cái loại này xài cũng khá là ưng, nhìn nó gọn xe lắm. Rồi tiếp theo là sẽ có cái nhỏ nhưng mà nó rất là hay, mình muốn chia sẻ với anh em, đó là cái dè con này, dè nhỏ này nó sẽ rất là đỡ bắn sình lên cái bô mình nha, cái cổ bô. Xe mình đã đi được 17.000 km rồi đó, nhưng mà cổ bô anh em nhìn còn ken luôn ha. Đương nhiên là nó sẽ có cũ theo thời gian nhưng mà nhìn vậy là rất là ổn rồi. Kết nước thì mình không có che luôn. 17.000, anh em có thể xem qua ha. Rồi, ở trên đây
Mình còn một cái nên mình quên là cái tai thắng. Tai thắng này lý do mình thay đó là do cái tai zin nó là nhôm, mà mình đi xa thì nó bị ra ten, nó ra đen cái tai mình rất là khó chịu, cho nên mình mới thay thôi. Một với một lý do nữa là cái tai con của zin á nó dài quá, cái hành trình dài quá, cái tai mình ngắn ngủn bóp khó chịu, cho nên mình thay này luôn. Thì mình thay cái loại thường thôi, này của RCB, mã của nó là S3, thì cái loại này khoảng 500 ngàn thôi, xài chủ yếu là khắc phục hai cái nhược điểm ở trên. Thì cái hành trình nó cũng không có thu ngắn là nhiều nha, ngắn là tí xíu thôi, do cái con của hãng là người ta đã thiết kế như vậy rồi, nếu mà ngắn quá thì nó không đủ, nó bị trái con của các bạn ạ, cho nên gì cũng phải vừa vừa thôi. Rồi ngay đây mình có một cái thùng giữa, thùng này là G12 gì đó, mình có gắn thêm hai cái móc treo đồ nữa. Móc này nhìn giống của Attack nhưng không phải nha. Móc này mình có cái mẹo cho anh em là mình tha nhớt vô đây. Lúc đầu á mình xài nó rất là cứng, cứng ngắc, tha nhớt vô đây nó rất là mượt luôn đó. Tha nhớt vô cái mở ra mở vô này nè, đó, mượt. Còn lúc đầu cứng mình nó khó chịu vô cùng. Cái thùng này với lại hai cái mát luôn là tổng cộng hết 1,3 triệu. Nhìn cái thùng vậy chứ hết 1,3 triệu. Cái thùng này xài cũng tiện lắm, nhìn nó hơi xấu xấu nhưng xài tiện. Ngồi xe khỏi cần leo xuống để đồ đồ đạc nhỏ nhỏ rồi đó, áo mưa rồi bao tay các thứ trong đó là xài sướng lắm. Rồi ngay chỗ này có cái chống đổ, cái loại này là mình mua về mình tự lắp luôn, chứ tại vì cái shop này ở ngoài miền Bắc á, cho nên là không thể lắp được, mình tìm shop miền Nam thì không có, nên là mình mua về mình tự lắp luôn. Này lắp lên là xe tầm 4 kg nữa nha, cũng khá là nặng. Cái này thì mình đi trời mưa mình gác lên, chạy qua vũng nước được ngon lành luôn, rồi để cho nít gác chân cũng được. Nhưng mà cái này nghiêng á, thì nó hạn chế trải dàn áo thôi nha, chứ nhưng mình thấy thì phía sau nó vẫn bị còn cạ đó. Cái này thì mình thích cái là mình khi mình đậu xe thì những xe người ta hạn chế quẹt vô cái phần này của mình, cho nên nhìn xe nó còn ken nghe không. Rồi tiếp theo là cái thùng thùng sau. Cái thùng sau của mình là loại 32 lít. Cái này là mình gắn cái thùng full đó nè, có thêm cái tựa lưng nè, tựa lưng rồi cái bát, cái gắn treo đồ á. Phía sau nó sẽ có một cái lưới. Rồi, cái lưới mình tuột mất tiêu rồi nè, lưới. Ê, để mình lấy cái lưới ra mình gá lên cho các bạn xem ha. Đây, cái lưới mình sẽ móc vô đây. Móc vô đây mình treo được đồ, máng được mấy cái thứ nhẹ nhẹ lên này nè. Mình móc vô đó. Rồi cái thùng này với lại cái cản, cản của mình là cản đời mới giờ, nó sẽ có cái đèn ở đây luôn. Rất là đẹp. Mình nhìn nó gọn. Còn cái cản đời cũ á, thì nó nhìn nó hơi bị bự, hơi cồng kềnh. Con này nhìn nó mỏng, nó gọn với xe luôn. Thì cái cản này nó tầm hơn 1,5 triệu, tầm 1,5 triệu á. Còn cái thùng là 1,860 triệu của mình là cái loại full á. Nó có thêm ba cái thứ mà mình nói đó là gá đồ nữa nè, cái lưới với lại cái tựa lưng. Theo mình thì mình nên, các bạn nên lắp full vậy luôn, nó sẽ rẻ hơn nếu mà bạn lắp thêm từng món á. Cái này thì mấy anh khi lắp mà mấy anh cũng có tư vấn mình rồi, cho nên mình làm full luôn, xài cũng ok. Như cái tựa lưng này á, thì theo cảm nhận của vợ mình á, thì ngồi phía sau thì những cái đoạn đường mà êm á, được đèn đẹp á, thì ngồi cũng khá là ok. Nhưng mà thỉnh thoảng qua cái ổ gà nó bị sốc á, là nó bị tán vô lưng nha, thì mọi người có thể lót thêm cái gói hay gì đó nó sẽ êm hơn. Còn cái này cao su non, nó bền, nó ở ngoài nắng á, nó sẽ lâu có bị hư, nhưng mà nó cái độ mềm nó thì không được như cái gói của mình. Lót cái gói vô thì nó êm hơn. Thì tổng cái bộ này là nó hết tầm 3,3 triệu, cả cái cản với lại cái thùng luôn. Tiếp theo mình sẽ nói về cái hai cái thứ mà mình không có thấy ở ngoài, đó là cái hạ phục. Cái phục này mình đã hạ rồi, hạ 1,5 phân, và cái phục sau mình cũng
có hạ luôn, không phải là hạ nhưng mà gọi là mình thay cái phuộc khác nó ngắn hơn, hành trình nó ngắn hơn. Thì cái về cái phuộc này mình có một clip riêng mình nói về nó rồi, cách hạ phuộc sao cho đúng, tại vì lúc đầu là mình đã hạ sai và đốn cũng hơi bộn tiền, do đó các bạn có thể xem cái clip đó, mình sẽ để lên ở dưới ha. Thì cái phuộc này nó phuộc trước và phuộc sau á, nó tốn của mình tầm 2,1 triệu á. Phuộc trước là không phải là nó tốn nhiều vậy, phuộc trước là do mình hạ sai cách á, cho nên mình đổi lại, với lại phuộc sau á mình cũng hạ sai xong rồi mình đổi lại cái khác luôn. Thì các bạn có thể xem chi tiết trong cái clip đó ha. Rồi một thứ nữa ẩn bên trong là cái cặp càng. Cái càng này á thì đây mình quay đi thấy không nha, đây khó thấy, mình đã gắn thêm một cái càng nữa, tức là một càng zin và thêm một cái càng của ẹt nữa, ẹt 155. Thì bóp ra cái tiếng nó cũng ok lắm anh em, đối với những bạn không khó tính quá thì tiếng này ngon lành luôn. Lát nữa cuối clip mình sẽ bóp cho anh em xem. Rồi mời anh em nghe tiếng càng ha. Rồi clip hôm nay chỉ có nói sơ về những món mình đã lắp trên xe vậy thôi. Còn anh em muốn mình nói chi tiết hơn về món nào á, thì có thể comment bên dưới, mình sẽ thấy comment nào mà nhiều á, mình có thể làm một clip riêng để nói về cái món đó cho anh em tham khảo thêm ha. Rồi cảm ơn anh em.